chào các bạn chưa? Lạ lẫm đúng không? Hôm nay hóa thân thành cô gái Lolo. Bắt lỗi. Lolo ý. Lolo ý. Đáng yêu thế. Lolo luôn. Lolo ý. Hai giờ các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu, kênh của một người tích cực và lạc quan, đặc biệt là yêu thích du lịch, đó là mình. Và hiện tại thì Yến đang trong hành trình xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại đây là làng Lolo Chải, một trong những ngôi làng đẹp nhất ở vùng cực Bắc Việt Nam. Làng Lolo Chải nằm ngay dưới chân ngọn núi Rồng nổi tiếng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi làng chỉ cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km. Thì từ đây các bạn có thể nhìn ngắm được kia chính là cột cờ Lũng Cú. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào người Lolo và người Mông từ bao đời nay. Trong làng là những ngôi nhà chình tường được làm bằng đất, có màu vàng và lợp mái ngói. Mình thật sự ấn tượng bởi sự đồng nhất dường như là có sự quy hoạch ở đây. Tuy nhiên thì vẫn giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống thì là một điều vô cùng đáng quý để có thể phát triển du lịch trong tương lai. Thời điểm thích hợp nhất để đến làng Lolo Chải là vào mùa xuân khi hoa đào nở hoặc vào dịp tháng 7 âm lịch, khi đó có lễ cúng tổ tiên vô cùng độc đáo của người Lolo. Đến với làng Lolo Chải thì các bạn có thể thử mặc trang phục của người Lolo. Bây giờ thì chị Tiên sẽ giúp mình mặc bộ đồ. Ok. Bộ này thì mình chỉ mặc khi nào ạ? Đám cưới. Họa tiết thêu trên các bộ trang phục thì rất là gần gũi với đời sống thường nhật, như là chân chim này, mắt chim, hay là hoa tam giác mạch, hoặc là ruộng bậc thang. Em cảm ơn. Mọi ngóc ngách ở cái ngôi làng này đều xinh các bạn ạ. Đây mình đang tiến đến quán cà phê Cực Bắc, là một trong những quán cà phê mình đã nghe nói từ rất lâu rồi. Chào chào bác tên gì ạ? Tên tôi là Trai ạ. Bác này bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 63 tuổi. Bác cho cháu hỏi là trong làng mình có bao nhiêu hộ gia đình? Có 113 hộ. Hầu hết mình là người dân tộc Lolo đúng không ạ? 10 hộ người Mông với là 100 hộ Lolo. À vâng, thế thì hầu hết là người Lolo. Thì trong tiếng Lolo thì xin chào là gì ạ? Chào là ba lỏ. Ba lỏ ạ? Dạ vâng, bác có thể ba lỏ khán giả không ạ? Ba lỏ. Rồi, cháu cảm ơn. Xin chào. Lên cái YouTube. Xin chào. Ngại không? Ngại không? Ồ, lên YouTube không? Hai. Không được nào, lên YouTube à? Hả? Ra đây, quay video nào. Trời ơi. Em tên gì? Tâm. Bạn này nữa. Vương. Rồi, chào hai đứa nhá, học giỏi nhá. Ok, hẹn gặp lại. Chào khán giả đi. Con tên gì nhỉ? Con tên Suki nè. Là gì? Suki. Suki à? Tên hay thế nhỉ? Ừ. Thế con? Con là Suki? Suka. Suki. Thế hai anh em à? Ừ. Ồ, hay quá. Mấy tuổi? 5 tuổi. Con 4 tuổi. Thế con mấy tuổi? 5 tuổi. Sao con lớn tuổi hơn rồi thì con bé hơn mà. Nhưng con còi hơn bạn này mà. Không. Đùa đúng không? Đúng. Trời ơi, thôi không quay nữa, cô không quay nữa. Mới lớp 3 tuổi. À ừ, 3 tuổi thôi. Rồi bye bye. Mình vừa giúp một anh Tây tìm được đến homestay mà anh ấy đã đặt. Thật sự là mỗi ngày mà mình làm một việc tốt ý, thì mình thấy yêu đời hơn các bạn ạ. Nên là các bạn hãy làm việc tốt đi. Và kiểu gì các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày luôn á. Ây, xin chào. Dẫn đường hả? Dẫn đường cho mình hả? Rồi, cậu dẫn đi. Cậu dẫn đi để mình đi theo. Nói chung là đi một mình đâm ra là nhiều khi mình cảm thấy mình cũng hơi bất thường một tí các bạn ạ. Mình nói chuyện với bất cứ thứ gì trên đường, kể cả cây cỏ, mây trời, hoa lá và cả chú cún này nữa. Wow. Và bây giờ thì Yến sẽ dẫn các bạn đến homestay mà Yến ở trong làng Lolo. Đi dọc con đường này. Đây là những cái cây, nếu mình không nhầm thì đây là sen đá này. Em chào các chị. Đi về xong rồi lại còn dẫn theo cả hai bạn này về này. Cứ đi theo em. Chị tên gì ạ? Em Sinh ạ. Sinh? Dạ vâng. Sinh xì đúng không? Dạ vâng. Sinh ếch cười.
Hay cười chê nhở, đáng yêu chê nhở. Được anh. Thích cười, dễ cười đấy nhở, bạn này dễ cười nhở. Em chụp cho hai mẹ con kiểu ảnh nhá. Được không? Không xấu, không xấu. Đây là giới thiệu với mọi người là chị Tiên. Chị làm gì ở Action House nhở? Lolo Action House quản lý. Quản lý của Lolo Action House cơ sở 3 hay là toàn bộ các cơ sở luôn? Cơ sở 3 thôi. Dạ vâng, Lolo Action House là có 3 cơ sở, 1, 2, 3. Lần này thì Yến ở Lolo Action 3. Trong tiếng Lolo thì xin chào là gì? Xin chào là ba lỏ. Ba lỏ. Cảm ơn. Các chị. Các chị. Các chị. Các chị. Rồi, ba lỏ các chị. Có từ tặng biệt không? Lolo ý. Lolo ý. Đáng yêu thế. Lolo luôn. Lolo ý. Đáng yêu quá. Rồi em cảm ơn nhá. Không gian trong nhà thì mang đậm nét hoài cổ. Mọi thứ trong nhà các bạn thấy đều rất là cũ kỹ. Đây là phòng của Yến ở đây các bạn. Garden 1. Đây là bộ đồ mà khi các bạn tắm xong các bạn có thể mặc. Chị quản lý đấy là tâm lý nhá. Có chuẩn bị sẵn ô cho mọi người. Để nếu mà khi trời có mưa thì mình cũng có thể là mang ô này và mình đi ngắm xung quanh làng. Và đây có một cái này rất là hay mà Yến muốn giới thiệu với các bạn. Đây là, các bạn biết gì không? Đây là máy sưởi. Tại vì là trên Hà Giang và những cái vùng cực Bắc như thế này thì mùa đông rất là khắc nghiệt, rất là lạnh và mọi người phải có máy sưởi. Úi, và rất là ấm nha. Đêm qua mình đã phải bật cả đêm đấy. Phía trong này là nhà tắm, nhà vệ sinh. Trời ơi. Thế chứ mình thật sự là thích cái phong cách như này. Ốp bờ gạch đá này rất là sạch sẽ này. Đây toilet này. Có vòi tắm, vòi sen. Và ui, rất là mê cái phong cách. Không biết là ai là người thiết kế đây ta. Sau này mà mình mở homestay thì mình có lẽ là mình cũng theo cái trường phái phong cách như này. Tuy nhiên thì có một điều các bạn phải lưu ý, đó là ở Lolo trại thì cần phải tiết kiệm nước này. Và Lolo Action House thì cần mang theo bàn chải tiếp đánh răng. Tại vì ở đây mọi người không muốn sử dụng các cái vật liệu sử dụng một lần ý, để bảo vệ môi trường. Mình cực kỳ là thích cái điều này. Thật là may là trong làng có một nhà hàng. Alo các bạn ạ, đây là bây giờ thì có cơm để ăn chứ không thì đói meo. Và đây, bữa tối của Yến ở Lolo trại, chúng ta có thịt gà này, có cơm, có canh rau, trứng mắm. Và hết rồi. Một mình ăn như thế này thì cũng hơi nhiều đấy. Mình không chắc là mình đã ăn hết được đâu các bạn ạ. Đã bảo chú là cho ít thôi, nhưng mà chú vẫn cho nhiều. Ok, mời cả nhà ăn tối ở Lolo trại nha. Mình là mình cực kỳ thèm cơm các bạn ạ. Đi đâu mình phải ăn cơm cho chắc dạ. Ô sao cái này nó có màu tím tím nhỉ? Muối đây có màu tím nhỉ các bạn. Có gia vị gì đó mình thấy lạ lắm, không hề bị khô nha. Đây là rau gì ta? Nãy chú bảo là rau đậu gì á. Lạ lắm các bạn. Nó vừa na ná rau mồng tơi này, nó hơi kiểu nhuyễn nhuyễn một tí, giống kiểu rau khoai lang. Hỏi là đi ăn một mình như này có buồn không ấy, thì thật ra là cũng không buồn lắm đâu, tại vì là mình có các bạn mà đúng không, các bạn đang xem clip mà đúng không. Thế là các bạn hãy ủng hộ cho Yến bằng cách là like video này nha. Thì không gian ở Lolo trải rất là bình yên các bạn ạ. Xung quanh mình bây giờ chỉ có tiếng gió và tiếng chim hót thôi. Các bạn có cảm thấy là người dân làng Lolo rất thật thà và chất phác hay không? Khi mình quay clip thì mọi người rất là ngại ngùng, vô cùng dễ thương và dễ mến. Và nếu mà có dịp đến thăm Hà Giang ấy thì các bạn đừng bỏ qua làng Lolo trải nha. Yeah, và mình là Yến, một cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do, đang trên hành trình xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam. Nếu mà địa phương các bạn có điều gì hay ho ấy, thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này. Biết đâu một ngày nào đấy thì Yến sẽ đi tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. À, đừng quên là bấm like video này, subscribe kênh và nhớ comment ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại, bye bye. Đây là tà quả ung lư. Dạ vâng. Dạ đây.
Trên này ạ. À. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Để cháu quay xe. Thì bây giờ thì Yến sẽ mang một số tấm ảnh mình chụp từ năm 2020 để vào hỏi lại xem mọi người có nhớ mình không nhá.